Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị các bạn đến một vườn quất rất là đẹp. Vườn quất này thì đã đậu rất nhiều quả rồi. Và hôm nay mình làm video này trả lời một số bạn hỏi là khi quất ra hoa thì có nên dùng các loại thuốc để trị bệnh cho cây quất không? Ở cây quất này thì nó sau khi tiến hành tạo tay tán thì thường tháng 5 thì người trồng quất sẽ để hoa và bắt quả vào dịp Tết. Và cây quất thì ra hoa theo loạt thì cái công tác phòng trừ bệnh hại thì bao giờ cũng phun trước khi hoa nở. Và cây quất thì khi nó mới lên nụ như này thì người trồng quất của mình đã tiến hành cái phun phòng trừ bệnh rồi. Đây quý vị các bạn thấy khi mà nó lên nụ thì kết hợp với lên lập lon luôn là lúc mà thu hút sâu dày dẹp và các loại bệnh hại nhất đối với cây quất này. Nguyên nhân tại sao phun lúc mới lên nụ như này? Bởi vì thứ nhất là lộc nó còn non, cái loại thuốc phòng trừ sâu dày dẹp hoặc là nấm bệnh hại nó có tính chất lỗi hấp. Thì lúc mà cây lộc non như này là lúc cây hấp thụ tốt nhất. Cái thứ hai nữa là trong thời kỳ lên lộc non như này thì cũng là thời kỳ thu hút sâu bệnh hại nhất và cũng là các loại nấm dễ phát sinh với cây quất này. Cứ lên nhiều lụ như này là bắt đầu người trồng quất của mình đã tiến hành phun phòng trừ rồi. Bởi vì khi mà nó lên như này, chỉ khoảng nửa tháng sau nó sẽ lở đều. Bởi vì phun phòng trừ sớm như vậy là để tránh hại cho các cái lấm hoặc là các loại động vật có lợi để đối kháng với cả lấm bệnh trên lá, trên thân và ở dưới gốc cái quất này. Đồng thời tránh cái hại cho các loại động vật có lợi cho cái quất, nhất là trong quá trình thụ phấn như ong mật chẳng hạn, để bảo vệ hệ sinh thái trong vườn quất. Bởi khi lở như này thì thu hút rất nhiều ong. Nếu mà người trồng quất phun phòng trừ bệnh hại thì cũng vô tình làm hại các cái loại động vật có lợi. Bởi vì rất nhiều loại động vật ăn sâu khác nhau, như ong vàng cũng có thể là ăn sâu đối với cây quất này. Nếu trong khi lở như này thì thu hút rất nhiều động vật có lợi mà chúng ta phun phòng trừ thì vừa hại cho hệ sinh thái, vừa hại đối với cây quất này. Mà khi cái quất đã lở hoa như này rồi thì lá của nó cũng đang giật bánh tẻ rồi, cho nên hiệu lực hiệu quả của phun phòng trừ bệnh hại nó cũng thấp hơn so với khi mà đang lên nụ và lên độc lon như cái cành này. Và cái quất này thì cứ thông thường cứ khoảng một tháng lại lên một lớp lộc kết hợp với hoa một lần trong cái thời kỳ từ sau đảo đến tận tháng 6, tháng 7. Sau đó thì cây nuôi nhiều quả thì nó sẽ không ra đồng loạt được nữa, mà nó sẽ lác đác điểm hoa và lộc. Chính vậy mà cái thời kỳ này là cần phun phòng trừ bệnh hại và chăm sóc quất tốt nhất để có cây quất vừa to vừa đẹp, mang lại giá trị cao hơn khi xuất bán ra thị trường phục vụ vào ngày Tết. Đây quý vị các bạn cứ để ý là cứ lên nụ như này thì bắt đầu đã phun phòng trừ bệnh rồi. Sau khi đến đậu quả như cái loại quả này thì lại phun định kỳ một lần nữa, nhưng chủ yếu là phun chống lấm và các loại dày dẹp chi khu thôi. Video này mình trả lời một số bạn hỏi mình là trong thời điểm đang nở hoa thì có nên phun phòng trừ bệnh hại không. Thì thực tế là một số cái trường hợp mà không cưỡng lại được, ví dụ do lúc mà đang lên nụ mà nó bị gặp mưa, sợ ảnh hưởng và sợ nó phát sinh bệnh về sau thì bất khả kháng cũng có thể dùng được. Nhưng nếu tốt nhất là chúng ta phun vào cái thời kỳ mà đang chuẩn bị lên lụ lợn nhỏ và chưa tạo thành hoa. Đặt trường hợp như nó lên như này là người trồng quất sẽ để ý rồi. Đấy là cái thời điểm mà cây quất hấp thụ được thuốc tốt nhất để tiêu diệt các cái loại sâu bệnh hại đối với quất. Video của mình kết thúc tại đây. Nếu quý vị các bạn có canh tác cây quất này, có kinh nghiệm hay trong trồng và chăm sóc cây quất thì các bạn nhớ bình luận và chia sẻ kinh nghiệm quý vị các bạn phía dưới video các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị các bạn ở các video lần sau.